Áo này quá đẹp dữ lắm á. Tùng cháu ở đâu không cho địa chỉ mà nó tùng không à. Với ba cái áo thun đẹp lắm, với cái áo gió này cho chú Thảo mặc ấm lạnh nha. Là có thiệt Không ngờ. Thì mến chào quý vị khán giả ạ, đã đến với kênh Hùng Câu TV. Thì buổi tối này thì em sẽ ra trò chuyện cùng chú Thảo cho chú Thảo đỡ buồn nha quý vị khán giả. Thì bây giờ em có một lời vài câu hỏi để hỏi đến chú Thảo. Thì bây giờ chú Thảo bữa nay áo gió đẹp trai vậy chú Thảo? Nhà có người cháu ở cái sách á, đi làm Bình Dương, làm cho công ty á, mua cho chú Thảo với bằng chú Thảo mừng lắm. Nói chú Thảo ơi, con mua bạc á, không có nói ba gì chứ, dở ra thì thấy ba áo thun với cái áo áo gió nè đẹp quá, mừng lắm. Tùng, tên Tùng mua cho chú Thảo. Thảo vui vẻ lắm mà nghe. Tùng ơi, không có cho địa chỉ Thảo nghe nữa, chú Thảo có gì chú Thảo lên nhà chơi thiệt. Chú Thảo thương lắm, chú Thảo cảm ơn Tùng cháu nhiều lắm nha con. Dạ thì con cũng có xem những được cái bình luận này kia nọ trong kênh, các kênh thì những người hâm mộ của chú Thảo cũng bình luận là kêu tụi con kiếm mua áo khoác này kia nọ cho chú Thảo mặc để bán vé số cho đỡ nắng. Thì tụi con chưa có dịp để dắt chú Thảo đi mua, nhưng mà là hôm nay chú Thảo đã có áo khoác rồi. Dạ qua cháu người dân nước lã thương chú Thảo mua cho chú Thảo áo đẹp đẹp không à. Bữa nay chú Thảo mặc áo này quá trời, chú Thảo không biết nói sao và với Tùng sao nữa. Cảm ơn con nhiều lắm nha con. Con khỏe nha, sao cảm ơn dữ lắm á, mạnh dở nha con. Wow, quá tốt Dạ luôn. Chú Thảo cũng ok nha con. lời chúc cho chú, lời chúc cho Dạ chúc anh. cho Tùng. Thì chú Thảo chịu giờ có ăn cơm nước gì chưa? Ui, cơm nước thì thoải mái, bà chị phải thoải mái lắm. Rồi hủ tiếu hồi nãy có anh cháu mua cho ông Bọc đó nha. Ngồi chơi vui vẻ, rồi có người vui vẻ lắm. Rồi Hùng Cao kêu cụ mặc áo đẹp có gì ai vậy, ai mua vậy? Nó có anh cháu Thương ở đâu không biết, nó em mua cho chú Thảo đó, tôi về chú Thảo. Dạ thì coi như clip này cũng xin thẳng thắn gửi đến quý vị khán giả luôn, cùng hiểu và để xem xét lại cái tình huống của giữa em và chú Thảo nha quý vị khán giả. Thì bây giờ chú Thảo cho con hỏi, giờ chú Thảo nói thật đi nha. Nói thật Thì luôn bây giờ á, những clip trước á, người ta nói về con nè, tất nhiên là Hùng Cao TV đấy. Thì sao không giúp chú mình đi, để chú mình như vậy đi qua bên kia giúp này nọ. Thì chú Thảo nghĩ là cháu đây có giúp chú Thảo được cái gì không? Có chứ, giúp chú Thảo là đầu tiên nhất đó. Hùng Cao đó, giúp chú Thảo đầu tiên nhất là nhờ Hùng Cao đó. Thảo nói thẳng mà ok, đâu đó đàng hoàng, nhờ Thảo vậy mới có nhà cửa. Dạ anh em cộng đồng này kia, anh em mạnh thường quân và bà con cô bác bên nước ngoài này kia nọ, với anh em bà con cô bác bên nước mình này kia thương Thảo cho tiền cắt nghe là nhờ Hùng Cao. Dạ đó. Thì quý vị khán giả thấy, tuy em chẳng giúp được, ví dụ giống như là mua cho chú Thảo chiếc xe đạp hay là mua cho chú Thảo cái bị cái bóp dép gì có là không, có cái đó đó là em không có thể mua được, nhưng em chỉ có tạo ra được thôi. Dạng giống như thì về là cũng nhờ nhà Hùng Cao. Thì quý vị khán giả cũng biết, cũng hiểu.
thì em chỉ cũng khổ, rất khó khăn chứ không có được khá giả, tại vì em cũng trải qua từ hồi qua Tết trong vòng 3 tháng rồi là em tay trắng để là làm lên cái kênh này, coi như là tem của em, ba anh em của em là thất nghiệp nên ba anh em có họp lại để làm cái kênh YouTube này đó. Thì em coi như là 3 tháng đó là em đã bỏ hết toàn bộ công sức, công lao của em, đến ngày hôm nay đã bắt được kiếm tiền, nhưng mới có bắt thôi nha quý vị, thì em cũng chưa có được nhận tiền YouTube lần nào. Thì cũng mong quý vị khán giả thông cảm cho em và thương em, nhớ đăng ký ủng hộ cho em và like cho em nha quý vị khán giả. Thì đó, quý vị khán giả cũng thấy cũng hiểu, thì em chỉ giúp sức được cho chú Thảo thôi, chứ không có để khả năng mà giúp những đồng tiền hay là mua quà cáp to lớn. Thì ví dụ như là em có 5-10 ngàn hay là gì đó, em có thể mua, ví dụ như là nón em có thể mua được, mùng em có thể mua được đó. Còn mà số tiền lớn quá thì em không có mua được, quý vị khán giả cũng thông cảm cho em đó. Thì qua lời tâm sự của chú Thảo nãy giờ thì cũng mong quý vị khán giả thương em và luôn luôn đồng hành cùng em đến chặng đường dài quý vị khán giả đó. Thì bây giờ chú Thảo cũng đã ăn cơm rồi, thì em thấy chú Thảo mặc cái áo quá trời đẹp nên quay clip lại để cho khán giả cùng xem là những buổi tối chú Thảo thường làm gì. Thì tối đó thì em sẽ ra đây trò chuyện cùng chú Thảo để cho chú Thảo vơi đi nỗi sầu đó quý vị khán giả đó. Thì chú Thảo vẫn ngồi võng, thì tối cũng vẫn ngủ võng vậy đó. Thì trời mưa này cũng là nói chung ra mưa thì mũi rất nhiều nha quý vị, nhưng mà em có để cho chú Thảo cái quạt gió đó, quạt gió em có để cho chú Thảo cái quạt gió để cho chú Thảo ngủ không có mũi nha quý vị. Thì nói chung ra nhà em thì nó nhỏ quá, không có chỗ để cho chú Thảo ngủ á, nên cho chú Thảo ngủ ngoài trời tạm. Thì vài bữa nữa cũng sang xây nhà xong đó, chú Thảo cũng có nhà để ngủ. Chú Thảo thấy sao nếu mà khi xây nhà xong? Vui lắm. Thảo về đây ngày mai này khởi công làm nhà cho chú Thảo, anh Hải làm nhà và anh Hoàng vì quân chung cũng thương Thảo vậy đó. Là ngày mai này là cất nhà đó Thảo. Dạ. Dạ Thảo bữa nay mặc áo này đẹp quá, của Tùng cháu không biết, không có cho địa chỉ. Nó Tùng thôi ở Sóc Trăng. Làm công làm mướn mua cho chú Thảo mà. Chú Thảo cảm ơn Tùng nhiều nha. Con mình khỏe nghe, vui vẻ nghe. Chú Thảo cảm ơn con nhiều nghe. Rồi. Dạ thì nói chung dạ thì em cũng xin thành thật Kha nói thẳng là mỗi ngày chú Thảo như thế nào. Em thì nói chung ra em quay clip lên để cho quý vị khán giả cùng xem để hiểu rõ về tình hình cuộc sống của chú Thảo. Thì nói chung ra em chẳng đứng về phía nào, thì quý vị cũng khán giả cũng thấy những clip của em đó, em cũng nói nêu trên. Thì em chẳng hề mà đẩy đưa chú mình hay gì, khuyên nhủ chú mình thì có khuyên, tại vì những lời bình luận của khán giả có kêu em là khuyên chú nên giảm bớt nhậu, cái đó thì em đã có khuyên. Thì hiện tại bây giờ từ lúc chú đi trên khôi về, chú đã cũng bớt nhậu nha quý vị. Thì hồi sáng tới giờ chú chưa có ngót nào. Bữa nay chủ nhật vui vẻ ở nhà coi lo lắng, ngày mai này là khởi công cắt nhà cho Thảo, không muốn anh em lại mừng nha. Thảo cũng có nói thiệt anh à, không có bậy bạ đâu. Rồi vui vẻ. Rồi Thảo mặc áo này quá đẹp dữ lắm á. Tùng cháu ở đâu không cho địa chỉ mà nói Tùng không à. Với ba cái áo thun đẹp lắm, với cái áo gió này cho chú Thảo mặc ấm lạnh. Dạ là có thiệt. Yeah. Thì cũng giống như cái áo cũng như là lá lành thì đùm lá rách. Yeah. Thì coi như đúng luôn đó, cái áo cũng sửa ấm cho con người đó quý vị. Thì ban đêm mà chú Thảo có cái áo này chú Thảo rất mừng, đỡ mừng lạnh lắm đó. Nhiều khi đêm trong đó, không cho địa chỉ, đêm mưa xuống đó chú Thảo lạnh, nhờ có cái áo này cũng coi như là quá trời mới luôn nha. Thơm phức, nói mua ở trong siêu thị luôn nha, đẹp lắm.
Tùng mua cho chú Thảo nghe. Thì cũng như thay mặt clip này, em cũng là Hùng Cao TV, kênh em Hùng Cao TV này, cũng coi như thay mặt, cũng như là cảm ơn rất nhiều đến anh Tùng. Cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Anh này kia, con là con cháu, con làm ở trong gì công ty này này kia ở Bình Dương á, thấy chú Thảo công nghiệp mua cho chú Thảo đó. Con ở Sóc Trăng, con cũng làm thuê làm mướn, con khổ lắm rồi, con thấy chú Thảo vậy con mới mua. Rồi cảm ơn dữ lắm, mừng dữ lắm, là chiều đấy đó là hồi sáng là có người đem lại, là ông anh quay đó clip đó, là anh có nói vậy vậy đó. Tùng là còn nhỏ tuổi mà thương chú Thảo, là không biết tháng nhiều mua cho chú Thảo vậy đó. Nghiệp chú Thảo thấy nằm bụi đời thì cái hóa có đâu, bụi thì có nhiều bụi lắm, cũng đâu đó đàng hoàng, mà chú Thảo cảm ơn Tùng nhiều vậy nghe. Thì coi Tùng phải mai mốt nói chuyện với Thảo nghe, mai mốt Thảo có điện thoại rồi điện thoại cho Tùng, cảm ơn Tùng nhà đâu đâu Thảo đi kiếm thăm Tùng con vui vẻ này, cũng nhờ con này kia đó, con người dân mà phải thương người lạ, người dân thiệt. Là chú Thảo cảm ơn con nhiều nha, anh khỏe nha con, cảm ơn con nhiều. Dạ thì coi như là anh Tùng nào đó đã gửi đến cho chú Thảo một áo phát. Nếu như có coi xem được clip của em là Hùng Cao TV thì anh Tùng hãy bình luận cho em. Nếu như muốn gọi điện hay là nói chuyện với chú Thảo đó thì cái việc bình luận cho em sẽ trả lời cho anh nha, anh Tùng. Ba cao phong nữa, Tùng có mua bao phong đẹp lắm nha. Wow, ba cao phong luôn. Bao phong đẹp lắm, dự chiến luôn, không thiệt. Quá tốt. Quá đẹp. Ba màu, kỷ niệm lắm á. Vui vẻ đó. Dạ, thì thôi giờ cũng xin tạm dừng clip tại đây nha quý vị khán giả. Thì chúc quý vị khán giả buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha quý vị khán giả. Thì cũng xin chúc chú Thảo một đêm ngủ ngon nha, tràn đầy nha, được cái áo phát này nè, được ngủ ngon tới sáng nha. Để sáng mình còn động lực, sức lực để mình tiếp anh Hải sửa nhà đó. Đúng rồi. Dạ thì thôi xin chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Thì quý vị khán giả nhớ like và chia sẻ, đăng ký cho em, ủng hộ cho em nha quý vị khán giả. Chào chú Thảo nha. Chào hết. Yeah.